nam em bị bạn trai đưa vào trại tâm thần điều trị mới đây bạn trai nam em lắc đầu ngao ngắn vì tính cách khùng khùng điên điên của bạn gái anh cho biết đã liên hệ với bác sĩ khoa thần kinh để đưa nam em vào bệnh viện điều trị bằng các phương pháp hiện đại nhất mọi chi phí sẽ do một mình anh lo bạn trai của nam em ăn chay trường nên mong muốn cô cũng ăn chay cùng mình vì chưa quen nên có những bữa nam em tụt huyết áp dù bạn trai đang sốt nhưng vẫn ngồi dậy để chăm sóc cô liên tục đưa ra những thông tin gây choáng về bản thân. Hoa hậu nam em khiến nhiều khán giả không đủ kiên nhẫn và bình tĩnh đã nhận định khùng, nhưng chỉ đáp, khùng là bệnh của tôi mà. Bên cạnh được biết đến với danh xưng Hoa hậu đồng bằng sông Cửu Long 2015, nam em còn là gương mặt thân quen trong làng giải trí. Cô thường xuyên khiến khán giả và cả đồng nghiệp phải xỉu ngang xỉu dọc với những phát ngôn khó hiểu. Mới đây nam em lại tiếp tục có màn đáp trả làm netizen lắc đầu. Theo đó, do thường ăn nói vô tư nên nam em bị một vài thành phần cho là khùng. Trước sự chê bai này, người đẹp tiền Giang lên tiếng phản bác trên trời cá nhân. Mấy người bị khùng thường là thiên tài đó, nên đừng có vội mà phán xét. Đợi sau này làm fan của chị thì đừng tự nhiên thấy quê nhà. Kèm theo dòng trạng thái là bức ảnh của nhà khoa học vĩ đại Albert Einstein. Tuy nhiên, màn phản bác này của nam em không nhận được sự đồng cảm của người hâm mộ. Họ cho rằng cô cần suy nghĩ kỹ trước khi phát ngôn, bởi việc thẳng thắn quá mức cũng là con dao hai lưỡi, gây ảnh hưởng đến hình ảnh của chính bản thân nam em. Thậm chí có người khuyên nam em nên xóa dòng trạng thái và giữ thái độ im lặng, bình tĩnh hơn. Nhìn đẹp vậy, ai biết bị bỏ bơ vơ giữa chợ đời. Tôi đang bị trúng một thứ độc, đang phát tán trong người. Mọi người biết không, mọi người bớt sân si nhau đi mà. Đòi livestream. Có livestream mà vô chửi tôi là không được nha. Khùng là thứ giúp tôi trường tồn sao đứt được. Sống cho bản thân chính mình, không thể nào không khùng. Nếu cuộc sống của tôi quá nhạt nhòa. Sống tỉnh quá làm gì, khùng một tí để cuộc sống đơn giản hơn đây là những nội dung mà hoa hậu nam em chia sẻ trong livestream mới nhất của mình đoạn livestream thu hút sự chú ý của công chúng bởi những phát ngôn lạ lùng của cô hoa hậu xinh đẹp lắm scandal này nam em có cái tên một mạc là nguyễn thị lệ nam em cô từng kể nguồn gốc cái tên này do ông nội trước khi mất dặn dò nếu gia đình có cháu trai thì trai đặt là nguyễn quốc phong con gái là nguyễn thị lệ nam tuy nhiên mẹ cô sinh đôi nên tên của hoa khôi được thêm chữ em để phân biệt với chị cô là nguyễn thị lệ nam một cái tên mang ý nghĩa đặc biệt nên nam em dùng nó làm nghệ danh và không định thay đổi như bao người đẹp khác lúc chính thức bước vào showbiz với nhiều vai trò. Cô ca hát trước rồi bắt đầu thử sức với điện ảnh, từng có khoảng thời gian học tập tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Vào ngày 22 tháng 12, nam em chia sẻ hàng loạt khoảnh khắc được bạn trai tháp tùng tới buổi tổng duyệt trên trang cá nhân. Người đẹp sinh năm 1996, mặc trang phục tông màu đen thước tha. Hậu bồ màu, bạn trai nam em xuất hiện dính như Sam bên cô, anh còn thể hiện tình cảm vòng tay ôm eo người đẹp gốc Tiền Giang khi nam em bước lên sân khấu chuẩn bị tổng diệt, bạn trai cũng kè kè bên cạnh. Sau khi liên tiếp vướng ồn ào đời tư, nam em bất ngờ lên tiếng chiêm nghiệm về mối quan hệ với bạn trai, cô đưa ra nhận xét. Người đẹp vào quái vật là một bộ phim nói rất rõ về câu chuyện tình của chúng tôi. Kèm theo hình ảnh này, cô gắn thẻ tài khoản cá nhân của bạn trai. Sau khi liên tiếp vướng ồn ào và bị chỉ trích trên mạng xã hội, nam em lên tiếng gửi lời xin lỗi tới netizen, một lần nữa gửi lời xin lỗi chân thành vì quãng thời gian vừa qua em làm cho cả nhà phiền lòng. Rất hy vọng thế giới luôn dịu dàng với em để em có thể tiếp tục đi hát, tiếp tục phục vụ khán giả bằng giọng hát của mình. Xin lỗi và cảm ơn. Cô chia sẻ. Bạn trai nam em hiện đang là quản lý đồng hành cùng cô trong công việc và cuộc sống, được biết cặp đôi đã gắn bó bên nhau được 6 tháng. Trước đó, nam em từng tiết lộ cô và chồng tương lai dự kiến tổ chức đám cưới vào tháng 4. Cơ duyên nam em gặp bạn trai là khi cô lo đám tang cho một thành viên trong nhóm nhạc tò mò về một món đồ phong thủy nên nam em liên lạc với anh Hữu Cường nhờ hỗ trợ. Nữ ca sĩ bị ấn tượng bởi người đàn ông có hình xăm mặt pháp phục và bị hớp hồn bởi bàn tay quá đẹp. Trong chưa cưới của nam em, yêu cầu không so sánh với Trường Giang, nàng hoa khôi lại bóc phốt người cũ. Mới đây trên sóng livestream cùng nam em, chồng chưa cưới của cô nàng đã đề cập đến Trường Giang khi bị cư dân mạng nói ngoại hình của anh có vài nét giống danh hài xứ Quảng, nửa kia của nàng hoa khôi đáp gắt. Trông có nét giống Trường Giang, anh sạch hơn Trường Giang em ạ. Trường Giang ăn nhiều, anh ăn chay cho nên anh không có như người ta. Đừng so sánh anh với người ta. Trường Giang đã đúng, quan điểm của họ như nào là điều họ quyết định không sao hết. Còn đối với anh, anh thấy anh đúng khi anh quen nam em. Bởi vì lúc đầu anh không thích quen nam em nhưng khi anh quen rồi, anh thấy lựa chọn của mình là đúng. Khi bị hỏi sao không có bầu và bị trách, xài hao quá ba chồng trước cưới của nam em đáp bọn anh đang kế hoạch và gây sốc khi bảo có xài đâu mỗi tháng ngủ với nhau có một lần à lúc này nam em cũng tỏ ra đồng tình tôi không cho luôn á sau người yêu, đến lượt nam em bóng gió chuyện ai đó yêu ai cũng không công khai và không đàng hoàng. Người đàn ông mà yêu ai người ta cũng xác định rõ ràng với người đó, người ta không bậy bạ, người ta trung thủy. Với một người đàn ông luôn miệng nói anh là độc thân, nhưng bên cạnh anh, anh yêu rất nhiều người và anh luôn che đậy. Anh đi với người này mà anh nói anh độc thân em ơi, vậy tại sao anh không công khai em? Tại vì công việc anh như thế này, tại vì anh như thế nọ. Và anh đi với cô kia cũng nói, anh độc thân mà em, em nghe nhỏ nào xíu bậy vậy chứ anh thương em thật lòng mà. Dân tình khá bức xúc với cách ứng xử của nam em và chồng chưa cưới của cô, bởi chuyện cũ đã qua khá lâu và hiện tại cô và Trường Giang không còn liên quan nhau, nhưng nàng Hoa Khôi vẫn cứ mang người cũ ra để nói trong câu chuyện của mình. Lời chia sẻ nam em bị trầm cảm cấp độ 2, không điều trị kịp thời sẽ tâm thần hoặc tự tử chết của Dương Yến Ngọc. Từ khi công khai chuyện tình cảm với Trường Giang, nam em nhận phải nhiều gạch đá từ cộng đồng mạng. Tiếp đó, người đẹp liên tục khiến công chúng hoang mang với những hành động khó hiểu như múa thìa, bỏ tay khỏi vô lăng lái xe, hay có những lời nói không phù hợp với nàng hậu. Mỹ nhân 23 tuổi từng khẳng định khùng là thứ bệnh giúp tôi trường tồn. Không những thế, hình ảnh nam em lại một khoa điều trị tâm lý ở thành phố Hồ Chí Minh cũng gây xôn xao trong cộng đồng mạng. Sau một thời gian im hơi lặng tiếng, mới đây Hoa Khôi Đồng bàn Sông Cửu Long 2015 bất ngờ tái xuất trong một chương trình ca nhạc. Điều đáng chú ý là trong phần trình diễn, nam em như ẩn ý về cuộc đời mình và việc gặp Trường Giang cô gái ấy lúc nhỏ thì sống trong nghèo khó không được ở gần với cha mẹ lớn lên thì ba mất và cô không có cảm giác yêu thương từ một người đàn ông sau đó cô gặp một người đẹp trai và tự nói với lòng không được yêu cô tìm cách từ chối nhưng càng từ chối tình yêu càng sâu đậm cô đã dành hết những gì có thể dành cho người đàn ông đó sau một lần đi chơi người đàn ông ấy nói về đời anh và cô gái ấy đợi đợi từ ngày này qua ngày khác mà không thấy một tin nhắn Lời tâm sự không theo kịch bản của nam em khiến bạn diễn bối rối. Ngay lập tức, chân dài sinh năm 1996 lên tiếng xin lỗi và thừa nhận cuộc sống của cô bây giờ cứ ưng ương dở dở không đi tới đâu hết. Những chia sẻ của top 8 Miss Earth nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ phía dư luận. Bên cạnh ý kiến bên vực, nhiều người cho rằng mỹ nhân Hòn Nguyễn đang cố tình khơi gợi lại chuyện tình cảm ẩm ỉ đã đánh bóng tên tuổi. Giữa lúc hàng loạt ý kiến tranh cãi trái chiều nổ ra, Mới đây trên trang cá nhân của Dương Yến Ngọc bất ngờ nhắc tới tình trạng sức khỏe của nam em. Dương Yến Ngọc cho biết những biểu hiện gần đây của người đẹp miền Tây cho thấy cô đang bị trầm cảm cấp độ 2, nếu không được điều trị kịp thời sẽ dẫn đến trầm cảm cấp độ 3 và sẽ bị tâm thần hoặc tự tử chết. Cụ thể Dương Yến Ngọc viết, bạn nào có chơi với nam em hãy nhắn giúp tôi đến cô ấy. Những biểu hiện gần đây của bạn ấy cho thấy bạn đang bị trầm cảm cấp độ 2, hãy tìm đến thiền và Phật Pháp ngay trước khi quá muộn. Nếu không điều trị kịp thời sẽ dẫn đến trầm cảm cấp độ 3, bạn ấy sẽ bị tâm thần hoặc tự tử chết. Nếu không biết tìm đến thiền và Phật pháp như thế nào, hãy inbox tôi sẽ giúp. Đừng xem thường những gì tôi nói ngày hôm nay. Đồng thời Yến Ngọc khẳng định không nên coi thường bệnh trầm cảm, cô cũng cho rằng nam em rất đáng thương và tội nghiệp chứ không như những gì khán giả nhắc đến. Nam diễn viên ngay gắt tuyên bố không muốn dính dáng tới nam em, từng không biết cô gái này là ai trên trang cá nhân diễn viên lãnh thanh mới chia sẻ bài viết bày tỏ đề nghị tên tuổi anh không nên xuất hiện cạnh hhne dù không nhắc tên trực tiếp nhưng từ viết tắt của lãnh thanh được cho biết ám chỉ hoa hậu nam em tôi diễn viên lãnh thanh xin nhân danh cá nhân của mình đề nghị không thêm tên tuổi của tôi vào bất cứ bài viết nào dính tới hhne dù cho với mục đích gì thanh có thể là một kẻ nóng tính thẳng thắn nhây và thích cái đẹp hoặc là nhân vật phản diện thông qua lời kể của ai đó mà thanh không quen biết, tuy nhiên có những sự thật không phải từ một phía kể hay đến từ một cái giật tít nào đó, diễn viên Lãnh Thanh chia sẻ. Nam diễn viên cho biết trong 8 năm vào nam lập nghiệp, gặp nhiều người giỏi đẹp và nổi tiếng nhưng chưa từng phải bám vào ai để đi lên hay dùng chiêu trò để có người yêu trong showbiz, Lãnh Thanh khẳng định không bao giờ làm trò bẩn thỉu hạ thấp một cô gái mà trên thực tế anh không biết đó là ai nếu không tham gia một chương trình truyền hình thực tế cách đây vài năm, Lãnh Thanh mong muốn nhận được sự tôn trọng và lắng nghe từ công chúng để trở thành một nghệ sĩ chân chính. Nam Em và Lãnh Thanh từng cùng tham gia một chương trình về tình yêu, những tương tác trên game show cũng như ngoài đời của cặp đôi khiến khán giả nhiệt tình đẩy thuyền. Tuy nhiên, Lãnh Thanh từng lên tiếng xác nhận mối quan hệ với Nam Em chỉ là bạn bè đồng nghiệp chứ không phải tình yêu. Lãnh Thanh sinh năm 93 đến từ Thái Bình, là gương mặt quen thuộc với khán giả qua một số dự án phim như Chị chị em em, Chiếm đoạt, Thưa mẹ con đi. Lãnh Thanh sở hữu ngoại hình điển trai, chiều cao ấn tượng để tạo điểm nhấn trong lòng công chúng.